Chương trình sống đạo của DiamondVN.net mến chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, thời đại truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, những thách đố về đời sống đức tin trong thời hiện đại phần nào cũng nằm trong chính sự đa dạng về thông tin, thậm chí là nhiễu loạn về thông tin. Nếu không có một cái neo để neo vào, người ta dễ dàng đi lạc vào nhiều học thuyết khác nhau. Và chủ đề của chương trình hôm nay mở màn cho năm 2019 sẽ là những vấn đề xoay quanh đức tin và đời sống xã hội. Trân trọng kính mời quý vị cùng gặp gỡ linh mục Giuse Phạm Quốc Văn dòng Đa Minh. Chúng con kính chào cha. Chào chị Duy Thủy, chào tất cả quý khán thính giả của chương trình. Kính thưa cha, câu hỏi đầu tiên hôm nay chúng con xin gửi đến cha là từ một độc giả tại Hà Nội ở Việt Nam, anh Trần Thiện Toàn. Anh ấy hỏi là: kính cha Giuse Phạm Quốc Văn, con đang quan tâm tới môn khí công có tên là Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Khi tìm hiểu thấy có rất nhiều ưu điểm tu dưỡng đạo đức lẫn tinh thần và sức khỏe. Con muốn tập luyện, nhưng con vẫn chưa đủ thông tin chắc chắn rằng khi luyện tập môn khí công này, liệu nó có ảnh hưởng hoặc lỗi phạm gì đến Chúa hoặc đức tin của người Công giáo hay không. Xin cha cho con xin lời khuyên. Cảm ơn chị Duy Thủy. Chúng ta biết là anh em chúng ta đang quan tâm đến một cái môn ta gọi là khí công, Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, có nghĩa là bánh xe Pháp. Thực ra thì Pháp Luân Công chưa có phải là phát triển lâu. Người ta biết đến lần đầu tiên ở bên gọi là Đông Bắc Trung Quốc từ năm 1992 do Lý Hồng Chí truyền bá và giảng dạy cái pháp môn này. Chúng ta thấy trên các phương tiện truyền thông đó, thì mà nếu mà gõ Google mà tìm thì có lẽ cái kết quả nó phong phú lắm về Pháp Luân Công. Và tôi cũng đang cố gắng để tìm một cái mạch nối giữa Kitô giáo và cái pháp môn này, liệu nó có gì khó khăn hay không? Thì có lẽ việc đầu tiên chúng ta thấy được rằng cái Pháp Luân Công này đã có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ trên thế giới. Tính đến nay thì người ta ước chừng có khoảng chừng 114 quốc gia mà đã thực hiện cái Pháp Luân Công này, với con số có thể lên đến hàng trăm triệu người đang là luyện tập. Và gắn kết với lại Pháp Luân Công thì chúng ta biết có một cái biến cố lớn tại Trung Quốc vào năm 2001, máu đổ thành sông ở Thiên An Môn. Người ta ước chừng khoảng 2.000 người đã bị bách hại. Thế thì chúng ta không có đi sâu vào Pháp Luân Công và những lý do tại sao xảy ra những cuộc đàn áp đó, đằng sau những vấn đề của xã hội chính trị. Nhưng mà điều chúng ta đang quan tâm ở đây trên bình diện đức tin. Chẳng hạn bây giờ tôi có tìm hiểu thì tôi thấy là Phật giáo người ta có thể nói khước từ Pháp Luân Công một cách rất rõ nét, như một cái gì đó đi ngược với truyền thống của Phật giáo. Tôi chưa tìm thấy một cái tiếng nói của Công giáo chống đối, ủng hộ hay là có cái tương quan, có bàn đến cái vấn đề của Pháp Luân Công này. Có lẽ để có thời gian thì chúng ta phải tìm hiểu một cách sâu xa. Tôi không thể nói được một cách minh rõ ràng ở đây là cái Pháp Luân Công đó được tập luyện thế nào, đạo lý nó ra làm sao, để mình có thể có một cái phân định điều đó đúng hay điều đó sai, điều đó có nghịch với đức tin Công giáo hay không. Cần một cái sự nghiên cứu minh xác hơn, đặc biệt trên bình diện, nếu có gọi chăng được là giáo lý. Thì ở đây tôi chỉ suy nghĩ và nói trên một cái bình diện phân tích thế này. Nếu Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là một cái môn khí công để tập luyện, bồi bổ cho sức khỏe, chẳng hạn như bạn tập võ, thế thì cái điều đó nó không ảnh hưởng gì tới đời sống đức tin. Nếu nó chỉ là một cái môn phái hiểu theo nghĩa là rèn luyện thân thể. Nhưng mà trong thực tế thì có lẽ người ta không nhìn nhận hay không hiểu Pháp Luân Công đơn thuần như là một cái môn khí công.
Mà tôi thấy như theo những giải thích của các nhà tư tưởng phương Tây đó, thì người ta cho Pháp Luân Công như là một cái gọi là hệ thống tu luyện cổ truyền của Trung Quốc, như là một hình thức tôn giáo của Trung Quốc. Và chúng ta biết, như Yến Cố chúng ta vừa nói, năm 2001, khi mà những anh chị em tập Pháp Luân Công bị đàn áp, thì họ được khoác cho một cái áo là tà đạo. Cho nên vấn đề là nó có dính dáng đến tập luyện tâm linh. Dĩ nhiên rồi, không phải cứ bất kỳ món gì ăn ngon bổ thì đều tốt cho sức khỏe. Tôi rất thích ăn thịt bò, nhất là thịt bò làm steak. Nhưng mà càng ngày thì càng phải kiêng, bởi vì khi mình ăn vào lại có khi nó là nguyên cớ cho bao nhiêu những cái bệnh khác, ví dụ như là bệnh gọt. Việt Nam mình kêu là good, mà không những good mà very good nữa, là rất khổ, đau đi không nổi. Thì không phải bất kỳ một cái tập luyện nào đều có thể tốt đấy, nhưng mà coi chừng nó sẽ có những ảnh hưởng khác, nhất là về vấn đề tâm hồn, hay là những cái đó nó không chỉ đơn thuần là một cái môn khí công mà nó liên quan đến tôn giáo, thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng đến đời sống đức tin. Cho nên ở đây điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải có một cái phân định. Hơn ai hết, những người đang tiếp cận với cái Pháp Luân Công này, đang tập luyện hoặc là có tìm hiểu một cách sâu xa, thì thử xem coi có những gì đi nghịch với giáo lý của Hội Thánh không? Có gì đi nghịch với Thánh Kinh không? Có gì đi nghịch với Luân Thường Đạo Lý không? Nếu nó có những cái dấu chỉ nghịch, thì ta nhận ra rằng cái điều đó không phải là thức ăn bổ dưỡng cho tâm hồn, và có khi nó nguy hại đến đời sống đức tin. Cho nên cần một cái sự sáng suốt trong phân định và chọn lựa, chứ không phải thấy rằng cái gì thì mình cũng có thể dễ dàng mình đón nhận một cách thiếu sáng suốt, thiếu phán đoán. Không chỉ là nguy hại cho đời sống tinh thần, mà nguy hại cả cho đời sống thiêng liêng, về sự sống đời sau của chúng ta nữa. Cảm ơn cha đã giải thích thêm cho chúng con hiểu là ngoài cái câu hỏi của khán thính giả vừa rồi, thì tụi con cũng có thể liên tưởng được đến những vấn đề khác xung quanh đó. Vì sao là tốt cho vấn đề về đời sống tinh thần? Vâng, dạ. Nó phải là một cái tốt đẹp toàn diện. Dạ. Yeah.